Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống như thế.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Let's
Let's go.
Lựa chọn đến tất cả đều để có mặt tại nhà của Cốc Ly Show tối ngày hôm nay. Giờ mà bắt tay những thằng lẻ trong công ty của lúc đó giao bốn mươi năm từ thứ hai đến thứ nhật hàng đầu thì chúng tôi với chương trình bóc phong chúng thưởng để được đang đặt qua về khách hàng may mắn để đem về vào hôm qua một câu hát để hát mọi người. Phong chúng thưởng chúng ta gồm ba giải và giải đầu tiên của chúng ta giải ba đó chính là combo bốn cái đầu và năm lưu kia. Và giải nhì ngày hôm nay đó chính là combo bốn cái đầu và mười lăm kia.
và giải thích và giải đọc ngày hôm nay đó chính là cô tên là đạo sư đã tuy vào một mình sinh ra. Còn sau đây xin mời bạn đến sân hãy chọn cái tên của mình, khách hàng bất kỳ có điều cho vị khách hàng may mắn đầu tiên nhé. OK, em thấy cái này cho mặt con trai rồi. Xin mời anh trai đưa sự mẫu như vậy cho em nha. Mời đưa sự mời đồng đội chụp góc nhau. Xin mời bạn đưa sự hãy chào của anh trai với em nha. Và xin mời bạn đưa sự hãy chọn cho em là một người khách bất kỳ sẽ tìm ra người với mắm trẻ như ngày hôm nay nhé chị ơi. Wow, và trên đây đây đang cầm lão thiếu dạy gì ngày hôm nay? Và chiến dịch ngày hôm nay thuộc về số bao nhiêu ạ? OK, một và hai, hai đang tiếp tục bốc nhau. Xin mời bạn đã sơn hãy chờ những tình ngày hôm nay cho chờ giúp em nhé. Vâng, xin mời bạn đã sơn hãy chờ giúp em một người ngân hàng bất kỳ để góp ra lá phiếu đặc biệt trước ngày hôm nay nhé. OK, cảm ơn anh trai nhé. Vâng, chờ giúp để hôm nay thuộc một số bao nhiêu anh em ơi? Một số rất đẹp luôn ạ. Một bé bao nhiêu? Một bé bao nhiêu ạ? OK, đúng chưa ạ? OK, em đã thấy cái tay cầm bấm con trai rồi, xin mời anh trai lên sân khấu chụp ảnh giúp em nhé. OK, hai đã cuối được không nhau, xin mời anh sơn hãy trao những điều đặc biệt nhất ngày hôm nay cho anh trai giúp em nhé. OK, đây là phần chương trình hẹn của đầu một dành tặng cho tất cả đều đã có mặt trong tối ngày hôm nay. Và sau đây đầu đây trên lại rất nhạc của DJ Hết Sân Thôi. We'll be right back.
Three, two, one.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
like Cartier. Such a brand on site, party made. Pop champagne, birthday, say no. I come to party, eh? You want to try to make it more. Like Cartier, such a brilliant sight.